Thưa quý vị, sáng ngày 12 tháng 10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến dự lễ khai giảng năm học mới 2024-2025 và dự lễ khánh thành dự án tăng cường năng lực đào tạo và khoa học công nghệ từ vốn ODA của Ngân hàng Nhà nước tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày thành lập trường, ngày 12 tháng 10 năm 1956, ngày 12 tháng 10 năm 2024. Học viện Nông nghiệp Việt Nam tiền thân là trường đại học nông lâm được thành lập năm 1956 là cơ sở đào tạo nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp của Việt Nam. Với 68 năm phát triển, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã và đang đào tạo 69 khóa sinh viên. Thầy trò học viện quyết tâm khai thác tối đa nguồn lực trí tuệ, nguồn lực cơ sở vật chất để tiếp tục đẩy mạnh đổi mới căn bản toàn diện công tác đào tạo nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đời sống, đáp ứng mục tiêu phát triển trong thời kỳ mới của đất nước đồng thời học viện tiếp tục phát triển theo xu hướng tự chủ đa ngành đa lĩnh vực đa phân hiệu định hướng nghiên cứu là trung tâm đào tạo cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho công cuộc xây dựng phát triển và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của đất nước tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm gửi đến các thầy cô giáo và các em sinh viên lời chúc mừng tốt đẹp nhất thực hiện lời dạy của bác hồ kính yêu đảng và nhà nước ta luôn coi trọng phát triển nông nghiệp nhằm bảo đảm an ninh lương thực nước ta hướng đến nền nông nghiệp xanh bền vững những thành tiệu của nông nghiệp việt nam là do chúng ta có đường lối đổi mới dưới sự lãnh đạo của đảng nhất là áp dụng khoa học công nghệ hiện đại tổng bí thư chủ tịch nước tin tưởng nông nghiệp việt nam có tâm thế và lực để tiến cùng công nghệ lần thứ tư mang lại giá trị cao có sức cạnh tranh mạnh trên thị trường thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm ghi nhận biểu dương những thành tiệu thời gian qua của học viện đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới học viện nông nghiệp nỗ lực phấn đấu tiến cùng thời đại Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị học viện không những phấn đấu là trung tâm giáo dục trọng điểm mà cần trở thành trung tâm về nông nghiệp trong khu vực và trên thế giới. Học viện tiếp tục đổi mới phương pháp giáo dục, nghiên cứu, thực hiện công cuộc tự chủ đại học lên một tầm cao mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan tạo điều kiện cho các trường tự chủ hiệu quả hơn. Học viện cần nỗ lực góp sức vào quá trình nông nghiệp hiện đại, nông thôn thông minh, sản xuất xanh, sản xuất sạch của đất nước và là địa chỉ đáng tin cậy chống biến đổi khí hậu của đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn học viện tiếp tục nỗ lực là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trung tâm nghiên cứu khoa học đổi mới sáng tạo của cả nước. Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước và đại diện các bộ ban ngành cùng lãnh đạo học viện đã tiến hành nghi thức khánh thành dự án tăng cường năng lực đào tạo và khoa học công nghệ từ vốn ODA của ngân hàng nhà nước tại học viện. Trước lễ khai giảng, tổng bí thư chủ tịch nước đã tham quan phòng truyền thống và ghi sổ vàng của học viện